Xin chào các bác. Đấy, gửi ông phải gửi vào nhà đại gia. Đấy. Nhà đại gia lắm tiền mới bán được mật. Đấy, chúng ta nhìn đẹp không? Gửi vào nhà bà nông dân là rất khó bán mật. Đấy. Lan chơi cây cảnh đấy, vườn hoa giấy cực đẹp luôn. Đấy. Ôi. Ừ. Hoa giấy cực đẹp. Còn đây chậu hoa sừng rồng. Đặt ong là chúng ta cũng phải có một cái thủ thuật. Thì đàn ong tôi để ở đây 50 đàn. À, 50 đàn. Vâng, cũng chỉ nhấc lên đây. Đấy. Ong đấy. Còn nguyên ghim. Còn nguyên ghim. Ừ. Còn nguyên ghim. Đấy. Đàn 4. Vâng, cũng chỉ quay cái này nữa, không dám dở ra. Đấy, ong đông nó phải ngát ngạt quần như thế. Ấy, ui giời. À, giờ hôm nay ra xem nhá. À, quần 5 quần luôn. Sợ luôn đấy, không có mũ bảo hiểm mà vào là xem là nó cũng khó lắm. Đấy, ong, ong nó phải như thế này còn không dám lên kế. Chia sẻ mấy các bác và các bạn ấy là ong thì ở đâu cũng thế thôi. Tôi chia sẻ là tính chất gọi là cộng cùng mấy cộng đồng. Ừ. Úi giời ơi. Mật Việt Nam rồi. Toàn mật nhãn không? Đấy. Mai là cho em xin. Cho em xin. Không, các anh lại chia đàn em không đuổi được. Các anh lại chia đàn em không đuổi được. Kinh không? Kinh quá. Kinh quá là kinh. Này tạo cầu kho thì ngon. Đấy, úi giời. Chẳng hết rồi. Mai quay thôi anh ạ. Đấy. Sợ nó đốt nhưng mà nó cũng không đốt. Nhẹ nhàng nó không đốt. Mật nhiều lắm. Cho mật lắm gì? Vâng. Biết rồi. Biết rồi. Ở đây nhãn ở đây có bạt ngàn. Được cái ở đây ít ong. Nhiều lắm. Ong ý không có. Ấy. Có lẽ trên đúng tâm đường kia có bên đây trên đấy có. Tôi thấy rồi, nó về trước mình. Đấy, mai quay. Thôi đoạn một video đến đây tạm dừng. Đấy, để vâng đây đoạn video
Đây, quay lúc 16:54 thứ hai ngày 20 tháng 3 dương lịch, 29 tháng 2 âm lịch. Đấy. Xem không? Này cần gì phải lên kế? Cứ thế mà mình. Ồ, có hẳn mưa. Mưa càng tốt. Mưa cho nó. Vâng, đông hơn năm ngoái. Đông hơn năm ngoái. Long á. Long đi mua ông Ý. Đông. Mua có năm nay em đầu tư mạnh. Chả biết thế nào. Anh bảo chịu khó, cứ chịu khó làm mỗi giày xây tay mèo này. Đấy, cầu kho thì thôi rồi. Đã kiểm soát được thì đánh cầu kho thì ngon. Thank you.
Vâng, vừa xong quay cho các bạn xem một lượt ong. Đấy, mai là tôi quay ở vườn này và vườn trên kia. Đấy. Nói chung ong đông gặp thời tiết này đúng là của ông nội. Đấy, riêng ông nội. Nếu các bác nào cần ủng hộ mua mật giá xỉ lẻ, gọi Zalo đến nha. Video vườn này là không có tiếng, mong các bác các bạn thông cảm. Ủng hộ kênh các bác và các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, hẹn gặp lại các video tiếp theo.